Đây anh em, nãy giờ farm dam đang ăn con ô năm sao anh em, để giúp cho ông bạn trai phòng làm nhiệm vụ, sẵn đăng ký nhiệm vụ mình làm luôn. Nó 75% rồi kìa, mấy mấy phần trăm rồi kìa, 50% luôn rồi đó. Ông bạn của mình hay bazooka thì ông đó bị liệt chuột anh em, để cho ông khác bắn, ai bắn cũng được, chạy gọi sớm mà 13 phút mà đánh dư sức, đánh một tuần là còn sáu mấy phần trăm nè, 69 là 20%. Ok, bazooka nữa thì mình sẽ quay lại nha anh em. Rồi bazooka tiếp anh em đó, hay chờ. Này phát này ông bạn bắn anh em, chuột này ông ghi nè, chuột ông bị bắn một phát thành hai phát, nhưng thôi kệ, thời gian dài mà nói gì. Phát trước thì ông khác bắn phát này, ông bạn mình trong team mình bắn sao ai bắn cũng được, xịt cũng sao anh em ơi, thời gian dài lắm, cũng mấy phần trăm kìa, hai tuần nữa thôi, hai tuần nữa là ngon lành liền. Tập này ở trận này ít ship quá ta, mình vô còn có một ship hai ship rồi, thêm con ba vô ca nữa kìa anh em đó, bơm 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 rồi xong bắn tiếp nè. À, ý gọi xong rồi không phải kệ. Học thôi. Quay lại xíu nữa mình quay lại nha anh em. Đây nha anh em, ông bạn mình mới lượm bazooka đó. Ông bạn mình thì bắn chuẩn mà tại chuột hư không. Bạn trong team của mình á hay đi làm bút chung không? Trong này có hai người là không phải trong team mình đó, có một kết bạn cũng lâu lâu á trên kênh anh em, điểm kết bạn cũng nhờ cũng nhiều, kêu thêm người để phụ bắn all năm. Ok thì kêu kêu hai ông bạn đam to cứ bắn bazooka vô, mời gặp ngay ông bạn ông bị hư chuột nữa anh em ơi. Ok chứ ông hay bắn quen lắm, còn 15% rồi cái bazooka nó quay cái nào hết luôn anh em, bazooka ra nè anh em. Nếu mà cái này bắn chuẩn luôn á thì xong luôn con này anh em, 12%, 11%. Biết nhiều cái khúc cuối lại bị rung tay hay sao, chưa đánh, nó chưa đánh xét, chưa nạp điện được em ơi, chứ còn 10% luôn á. Xem ai bắn à, ông bạn mình bắn nha, đừng có bị lắc chuột rồi bắn chuột ăn một chỗ bắn hai viên á. Thôi khúc cuối đừng chết nha, họ xét tới kìa. Ok đó thôi xong chuẩn nha anh em, lẩm hàng con này không cần đánh đối nữa nha. Ok nha anh em, không ai chết luôn, quá ok nha. Rồi đó, rồi đây nha anh em, trận này quốc on 3 quốc 5 luôn nè. Con 3 nãy ăn rồi, rồi xong luôn con 4 luôn, đây gì không. Ấy dạ, á đù quá thơm anh em, Lily 4 sao nha anh em. Đó, tiếp tục farm ớt cây, còn mấy ông thiếu rùa là anh em ơi, ra được gì ra à. Cứ trong tâm thế mình săn năm ớt thôi, ra rồi cho mấy ông trong team tốt thôi, đồ đâu không ra luôn. Hai về 4 sao anh em ơi, rồi hàng đâu hàng đâu, gọi tên năm sao nào, đã con gì cũng được đó. Ây da, được nghe được nghe, hãy ra 4 sao anh em ơi, tiếp tục nè, lên nè, lên lên bàn thờ nè, được được nha, được nha, tiếp tục nha anh em, hãy ra 4 sao anh em, sắp chết luôn rồi, bật video hơi bị chậm tay một xít là chơi sắp chết rồi anh em, đâu rồi. Ờ, đen rồi.
hai giây 46 tiếp anh em. Lá vàng rơi không nè, trời ơi, hai giây 46 tiếp anh em. Lại là có chuyện hai giây nè, kiếm 5 sao nè, ba gì cũng được. Đó, giờ full là kiếm cho anh em thôi, nên là nên trong tim cũng có người thiếu này thiếu kia nha. Thẻ đâu? Ok nè, bây giờ là chúng ta sẽ ăn voi 4 sao nha anh em. Đó, ăn voi 4 sao để làm nhiệm vụ nè. Cái con này hiếm lắm anh em, hiếm ơi là hiếm luôn rồi. Ok, bắn. Con 4 sao thì máu nhiều hơn, cảm nhận nó cũng dễ, giống như con 5 sao, là giống con 3 sao anh em. Còn 5 sao thì nó còn khó hơn xíu. Rồi không ra luôn nha, 2 giây 5 sao anh em. Bắn lẹ để cho nó kịp không. Rồi hơi đến 100, con này hơi lâu rồi, bằng 100 anh em. Đó, ăn cái cà tem có hòm anh em ơi. Tấm ngon, 2 giây 4 sao nè anh em. Mình bật clip cho nên là yếu miếng chứ không thì nó chết luôn rồi. Rồi vậy là con này cuối cùng hết giờ, không kịp trộn nữa anh em. Ai đây gì không chết. Ok nè các bạn, nãy giờ mình không có bật quay tay, mình lại ra thêm một con đốc nữa anh em. Đang đen thì đen cái đi quýnh 4x chứ là nóc luôn. Đây nè, các bạn coi nè, nè nó từ năm nữa nè, ông này bữa giờ ra ba con rồi anh em, miết luôn. Nhưng mọi người tiếp tục ăn hai gia anh em. Cái này giờ thì có thêm hai ông đâm, mấy ông đâm to ốp rồi anh em, thì có thêm hai ông trong tim luôn, nhưng mà chết trễ. Giờ không có chơi, nay chuẩn bị cái tuần anh em, cho nên là ăn con này một hit thì còn 40% anh em, chứ không như tem bình thường là chơi một hit còn 30%. Ok, nhưng mà nó xem ra gì không, đánh chậm chậm nhiều khi ra hàng nữa là sao. Mới nào mới nãy ra con đốc kia luôn, ông bạn ra đốc quá trời. Ok đây anh em nha, tiếp tục một quả mang kia con 4 sao anh em. Đất từ xa xa nói chuyện hồi quên ship, quên ship luôn. À, nó là một quả nữa kìa anh em ơi, ship. Không ai chết thì giết. Ây, 2-4 sao tiếp anh em nha. Thì con này nó chơi 2 tôi luôn, 2 tôi mà nó không ra skill. Con thứ 3 này ra skill. Đủ đam không? Không đủ đam. Đủ luôn rồi. Đá vàng rơi đâu? Rồi không có vật. 2-4 sao. Điếm lá vàng nào. Nãy giờ mấy con 2 dê không ai ra 5 sao hết trơn. Ra được có một con nè, 2-4 sao. Hồi nãy ăn cũng măng, măng 4 sao chứ không phải là 2 dê nè anh em ơi. Rồi. Kiếm lá vàng nào. Trời ơi, mới ăn khỉ làm vô ra thêm con măng 4 sao nè, dứt luôn. Đang định dứt con on 4 sao kia, nhưng mà còn ông làm ví dụ. Ok. Thôi bạn không, không luôn, hết giờ làm một con on 4 sao anh em. Xem ra gì không, chết luôn. 2-4 sao anh em ơi. Hỏi xem có ra gì ngon lành nữa không nè. Vàng ơi vàng giúp. Ok bây giờ lại ra 4 sao
hai giây bốn sao anh em. Ôi lá vàng đâu rơi tiếp nào, lá đâu, ôi ơi, lá vàng đâu rồi, rơi đi nào, trời ơi còn 1% cũng ngay nữa bà ơi, lên đường rồi mình không vàng luôn. Hai giây bốn sao tiếp anh em. Ê, vô có ra cái gì không nè, vàng đó vàng ơi, con đã chạy. Ê, có lá vàng rồi hay không, không luôn. Xích bốn sao anh em, bây giờ bật clip lần cái quấn mấy phát chết, còn còn chưa chặt, nó vừa tuyệt chiêu mà nó vừa chặt nó nha. Rồi là để nó kẹp hơn nó sẹt nữa nè đó, chưa kịp tỉ nó là nó tỉ mấy người đi lên đường thế lắc nữa, bây giờ hết máu luôn, ôi hết đạn luôn, hết máu hết đạn luôn, ghê hả, cái gì à. Rồi bảo vệ quá nghiêm ngặt rồi, bây giờ xa là nó đấm đấm nó hết máu, cái con này đấm đấm mạnh lắm anh em, ở gần nó đấm nó không chết luôn hết chưa, bị nó dí hết ship là thôi luôn. Ê, từ nha, đánh con xích bốn cũng lâu quá chứ, thôi dễ tin thôi, dịnh để dành mấy giờ, để dành mấy cái sắp chết thì chỉ con HP mà không nó chết lại nẹp ship lắm, trời ơi đen hai giờ tiếp cũng sao tiếp nghe mọi người, đổi cái này nãy hết máu, nãy bị con xích bốn đánh. Rồi lên đường này, lên đường đấm thằng bạn đấu, trời ơi đen luôn, măng bốn sao anh em, bằng bằng cốt chữ thì nó lại gần này, ship từ nghe có người chết mà xin đó là dứt bạn đâu, tiếp tiếp theo một con xích bốn sao anh em, nãy giờ thả mấy con là đen lắm em, đen bắn không có ấy á, còn con nữa quên, đen bắn không có sinh lực, sinh lực không có hàm hứng, cái là con nằm mết, cái nào hứng lên liền à, nằm mết là hai ba con bốn mết rồi đi, nãy giờ cái mới ra được con còn đây, lên bàn thờ lắm gà hở thân nào lắm, ôi đen luôn, thôi hết giờ làm con hai giờ cuối cùng anh em ơi, ơi ra cái gì không nè, trời ơi còn chạy vòng vòng nữa, cái ông hai ve cái bà hai ve này, rồi đó, rồi xong luôn.